Chúng ta có thể thấy được là trong cộng đồng hiện nay á, thì có quá nhiều thông tin không chính xác. Thì vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể phát hiện được cái thông tin nào đúng và thông tin nào sai? Thì chắc nhờ bác sĩ tiến sĩ Quý có thể chia sẻ thêm một chút xíu để cho cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư và người nhà có thể tìm hiểu để biết được thông tin chính xác ạ. Xin mời bác ạ. Dạ vâng, mọi người cho phép Quý chia sẻ cái slide này một xíu để cho nó rõ ràng cái câu chuyện hơn nhé. Thì như cái chia sẻ đầu tiên của cô Lục Hà và bạn Huyền thì mọi người đã thấy đó, điều trị ung thư nó rất là phức tạp và đôi khi nó được ví von với là chuyện chúng ta phải đi đánh đề, chúng ta phải chọn cái lô đề nào mà đầu tư ít nhất hoặc là ít tốn kém nhất mà nó lại có lời nhiều nhất cho cái sức khỏe của chúng ta, phải không ạ? Thì khi mà chúng ta nói tới cái điều này thì chúng ta phải nghĩ đến là chúng ta hỏi ý của ai. Thì giống như quý vị gửi con đi học thì phải hỏi ý của thầy cô giáo, đi nói chuyện với về mặt luật pháp thì phải hỏi luật sư, đúng không ạ? Thì chắc chắn là khi chúng ta cần nói về sức khỏe chúng ta phải gặp bác sĩ. Bởi vì các bác sĩ sẽ có rất là nhiều thông tin về cái sự chắc chắn của cái phương pháp đó. Theo cái phương pháp đó thì có khả năng chúng ta chiến thắng được bao nhiêu với một cái số liệu có độ tin cậy cao nhất mà nhân loại đã biết tới. Thì những cái số liệu này thực sự là nó đến từ các cái thử nghiệm lâm sàng, nhất là pha 3, và đã được nằm ở trên các cái hướng dẫn điều trị của rất là nhiều nước, và thường thường nước nào nó cũng tương đương nhau. Dưới đó một mức cái độ chắc chắn của số liệu là các ý kiến của các cái chuyên gia trong cái ngành đó. Còn cái độ chắc chắn mà thấp nhất đó là lời đồn miệng. Ví dụ nghe bà hàng xóm nói uống cái này là chữa ung thư hay gì đó thì cái đó là độ chắc chắn là thôi rồi luôn. Cho nên chúng ta cần phải cân nhắc tới cái sự chính xác của cái lời khuyên đó đến đâu. Và trên thực tế thì các bác sĩ sẽ đưa ra cái chọn lựa điều trị nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Như mọi người đã xem các cái webinar lần trước thì sẽ thấy là nó sẽ tùy thuộc vào cái đặc điểm của căn bệnh, ví dụ loại ung thư gì, đặc điểm của tế bào, giai đoạn mấy và cái vị trí cũng như là kích thước của di căn. Ngoài ra chúng ta phải xem cái đặc điểm của người bệnh, ví dụ như là họ bao nhiêu tuổi, thể lực tốt hay không, có bệnh đi kèm nào, sức khỏe tổng trạng ra sao, đúng không ạ? Ngoài ra họ có khả năng hiểu biết và xử trí cái tình huống cấp bách hay không, ví dụ như là trí lực của họ như thế nào. Ví dụ có những cụ già và họ bị lú lẫn rồi thì cái việc điều trị bằng những cái phương pháp tấn công mạnh thì nó lại không có phù hợp với họ. Ngoài ra một cái yếu tố quan trọng nữa đó là khả năng tài chính và cái nguyện vọng của bệnh nhân. Thì như cái ví dụ vừa rồi đấy, cũng là cái phương pháp đó, nhưng mà đối với một điều gọi là phương pháp tiêu chuẩn, tức là tất cả các nước đều theo, nhưng mà cái người bệnh nhân trước mặt mình nếu mà họ không có đầy đủ các cái điều kiện thì cũng rất là khó để áp dụng. Và như vậy thì cái nhu cầu thông tin ở đây nó có cái tính cá nhân hóa rất cao và nó còn thay đổi theo cái thời kỳ nữa. Nếu mà quý vị vừa nhận cái chẩn đoán đó thì rất là nhiều người muốn biết đây là giai đoạn mấy, rồi cái bệnh đi kèm là gì, và cái phác đồ điều trị, cái phương hướng điều trị tốt nhất sẽ là theo cái trình tự nào, ví dụ như là phẫu thuật trước rồi hóa trị, hay là hóa trị trước rồi mới phẫu thuật chẳng hạn như vậy, hoặc là chỉ đơn thuần là chăm sóc giảm nhẹ là tốt hơn, và cái lịch trình nó sẽ như thế nào. Và sau một vài tháng thì một số quý vị gặp tác dụng phụ thì lúc đó lại muốn tìm thông tin về sự trí tác dụng phụ và cũng như là những cái khó khăn khác trong cuộc sống, phải không ạ? Thì điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây đó là cái thông tin nào chúng ta cần, chúng ta phải liệt kê nó ra, và cái người nắm nhiều thông tin nhất là cái bác sĩ phụ trách và cái nhóm chăm sóc cho bệnh nhân. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cũng sẽ có một số bệnh viện và bác sĩ quá bận rộn đi, không thể trả lời hết các câu hỏi của bệnh nhân, thì lúc đó chúng ta cần phải liệt kê ra xem cái câu nào là cần phải hỏi bác sĩ, còn câu nào có thể hỏi những người khác xung quanh có thể trả lời được rồi. Ví dụ như là cái thực phẩm chức năng này có chữa được ung thư không, thì đảm bảo là rất nhiều bệnh nhân ở trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư có thể trả lời được cho quý vị luôn. Và khi mà chúng ta hỏi ý kiến của những bác sĩ cũng như là nhân viên y tế khác thì chúng ta cần phải lưu ý là cũng phải cần nêu rõ cái tình huống của mình, bởi vì nó càng cụ thể chừng nào thì cái lời khuyên đó nó càng có thể càng chính xác chừng đấy. Đó là lý do mà tại sao Quý cũng như là rất là nhiều panelist cũng như là cộng tác viên riêng học cộng đồng khuyên mọi người là phải lưu ý khi xin lời khuyên từ người quen, bởi vì nếu mà họ không phải là chuyên gia về ung thư thì có thể họ sẽ tư vấn sai, hoặc là họ làm quyền họ khuyên mình mạnh mẽ làm một cái việc gì đó quá rồi mình không làm tới họ lại lại mất lòng nhau. Một cái lưu ý nữa đó là khi tìm thông tin trên mạng, thì đây là cái chủ đề của cái bài nói chuyện ngày hôm nay,
Bởi vì khi mà chúng ta đánh giá một cái thông tin ấy, chúng ta phải xem thử là nó có xác thực hay không. Thì sẽ có nhiều cách. Ví dụ như chúng ta xem thử là người tác giả của cái bài viết đó là ai. Ví dụ như là họ có chức chuyên môn hay chức danh đúng vào cái ngành ung thư hay không. Hay là một người khác hoàn toàn kiến trúc sư hay là người mẫu gì đó share về thông tin về ung thư thì mình nghĩ chắc chắn là nó không đúng rồi. Ngoài ra, cái nguồn lưu hành của bài viết cũng rất là quan trọng. Ví dụ cái đuôi của cái website, ví dụ như ORG hay là NET hay là gì đó, nó sẽ đảm bảo là đây là cái nguồn chính thống của chính phủ hay là của một cái tổ chức NPO nào, hay là nếu mà nó là một cái công ty bán thực phẩm chức năng hay là bán một cái phương pháp nào đó phóng đài thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải lưu ý hơn. Quý thấy rất là nhiều người còn share những cái bài viết từ trên cái trang gì rửa xe.com hay gì đó nữa, cho nên là mình nghĩ là cái nguồn lưu hành bài viết rất là quan trọng. Ngoài ra, chúng ta phải check xem thử là cái ngày tháng cập nhật cái thông tin đó có mới hay không, bởi vì thông tin về ung thư, về các cái phương pháp điều trị ung thư nó cập nhật liên tục. Ngoài ra, cái nội dung bài viết phải xem là nó có phù hợp với kiến thức y khoa hay không, có cái link tham khảo và cái từ ngữ sử dụng nó có đúng cái, theo cái mô phạm của khoa học hay không, tức là nó không có được phóng đại, dùng những cái từ đẹp đẽ, ví dụ như là tiêu diệt ung thư 100% hay là đảm bảo chữa lành hay gì đó. Những cái từ đó thì chúng ta phải gạt ngay ra đầu, bởi vì nó thường thường là thông tin đểu. Một cái mục thứ năm đó là xếp hạng cái độ tin cậy, thì nó hơi khó đối với quý vị là độc giả phổ thông, bởi vì nó nói về cái vấn đề là cái thông tin đó nó đến từ những cái thử nghiệm lâm sàng như thế nào, những cái nghiên cứu gì, và nó bản thân các cái nghiên cứu nó cũng rất là thường vàng hà cám, và cái này nó nói về cái độ tin cậy đó. Và nếu mà quý vị không biết thì có thể hỏi thêm qua các chuyên gia trên nhóm y học cộng đồng và nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Thì quý cũng có chia sẻ trong cái cuốn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư viết cùng với thạc sĩ Ngọc Hành, 7 cái điểm có thể giúp mọi người phân biệt hàng loạt cái điều trị rỡm về ung thư. Nếu mà nó có một trong những cái điểm này, ví dụ nó nói là bất cứ loại ung thư nào cũng có tác dụng, thì cái này sai chắc chắn luôn. Cái bằng chứng của cái loại điều trị đó là cảm nhận của một vài bệnh nhân nào đó, thì cái đó cũng phải là bằng chứng. Bởi vì giống như là chúng ta ra đường, chúng ta thấy có một cái ông nào đó trúng số độc đắc, đúng không ạ? Và ông khen cái việc xổ số là việc rất tốt, nhưng mà nó không hề là một cái bằng chứng để nói rằng chúng ta cũng nên đi mua vé số. Phương pháp nào mà điều trị đơn giản quá, hoặc là những cái thành phần từ thiên nhiên, những cái lời quảng cáo quá hay, thì chúng ta cũng cần phải đánh dấu hỏi ngay. Ngoài ra, có một cái từ khóa rất là nóng ở trên mạng bây giờ là liệu pháp miễn dịch hoặc là cái khả năng miễn dịch. Thì tất cả những cái phương pháp nào nó nói là tăng cường khả năng miễn dịch thì cũng cần phải đánh dấu hỏi. Một cái từ, một cái luận điểm của các cái trường phái này đó là Tây y cũng như là các cái hạng dược ấy, nhiều khi là nó muốn chèn ép các cái phương pháp khác, cho nên là có rất nhiều phương pháp chữa ung thư hay nhưng mà không được công nhận gì đấy. Thì cái này, những cái thuyết âm mưu này chúng ta cũng phải gạt ngay ra đầu. Ngoài ra, chúng ta phải cẩn thận với các cái quảng cáo về thực phẩm chức năng. Những cái từ như là sản phẩm từ thiên nhiên, tự nhiên thì an toàn, an tâm là sai. Bởi vì ngay cả quý vị ăn cua gà thì cũng có người bị dị ứng, không ạ? Đúng không ạ? Như chú Thành nói là một số cái sản phẩm, siêu thực phẩm gì đó, nó có thành phần chữa bệnh gì đó, thì cái này cũng chưa hẳn. Tại vì phải xem cái thành phần đó nó là bao nhiêu và nó được công nhận để thành một cái phác đồ điều trị chính thống hay chưa. Việt Nam vừa rồi cũng có rất là nhiều cái người nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ gì đó lên nói quảng cáo phương pháp này, phương pháp kia chữa ung thư, nhưng mà tất cả nó đều là phóng đại và nó không có chính xác. Một số người đã dùng cái nghiên cứu ở trên động vật để mà nói về hiệu quả, nhưng mà điều này cũng không đúng luôn ạ. Thì quý cũng xin liệt kê ở đây cho mọi người thấy có một số website mà quý vị có thể tham khảo về ung thư. Ví dụ như là website của Tổ chức Y học Cộng đồng. Ngoài ra, có website của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là đối tác chiến lược của Y học Cộng đồng. Gần đây thì Viện Ca có ra một cái website của Viện Ung thư Quốc gia ở đây. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể xem các cái website của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Tổ chức Ribbon Tím, cũng như là của Bệnh viện Bạch Mai. Thì cái điều lưu ý ở đây là chúng ta phải vào đúng nơi để mà tìm. Giống như quý vị đừng có ra chờ để hỏi về chuyện sức khỏe, đúng không ạ? Chúng ta phải vào đúng cái môi trường đó, chúng ta tìm kiếm thì nó mới dễ tìm ra cái bài của chúng ta hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ hỏi Google không không thì chắc chắn là nó sẽ rất là dễ bị hướng tới những cái phương pháp linh tinh mà không có đủ bằng chứng, và chúng ta sẽ bị lừa nếu mà chúng ta không có một cái kiến thức nhất định về y khoa. Ngoài ra có rất là nhiều cái website tham khảo về ung thư bằng tiếng Anh.
như ở đây quý liệt kê ra đây có một số trang của tiếng Nhật nữa, và quý vị có thể dùng các cái công cụ dịch tự động như là Google Translator để dịch ra, hỏi thêm những người xung quanh về cái vấn đề này. Thì trong cái cuốn sách Cẩm nang cho bệnh nhân ung thư cũng có ghi các cái bí kíp để mà chúng ta phân biệt và tìm tới các cái nguồn thông tin đúng. Trong đó có hai cái câu mà quý cùng vừa chia sẻ trên Facebook sáng nay, đó là có hai câu mà chúng ta tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng để không phải chạy theo những cái phương pháp linh tinh. Đó là chúng ta hỏi thẳng bác sĩ, nếu người thân của bác sĩ có cái tình huống giống như tôi thì bác sĩ sẽ khuyên như thế nào, bác sĩ có khuyên chạy theo cái phương pháp đó hay không. Ngoài ra chúng ta có thể hỏi là những bệnh nhân ở Mỹ, ở Nhật có được điều trị theo phương pháp này với cái bảo hiểm đồng chi trả hay không, bởi vì các cái nước như là Nhật, Mỹ họ coi trọng cái bằng chứng khoa học rất cao, và những cái phương pháp nào mà có bằng chứng khoa học tốt và nó giúp người bệnh nhiều thì thực sự người ta sẽ dùng cái bảo hiểm để người ta phổ biến đồng chi trả để càng nhiều người bệnh nhận được cái phương pháp đó càng tốt. Thì đó mới thực sự là cái lô đề mà chúng ta cần đầu tư vào. Thì nói đi cũng phải nói lại thôi, cũng không phải tất cả những bệnh nhân đều có thể ghi nhớ cái điều này và có thể phản ứng tốt trước những cái thử thách về mặt thông tin. Bởi vì như quý vị biết, khi mà nhận cái thông tin về bệnh ung thư thì rất là nhiều người họ bị sốc và họ có những cái cảm xúc đa dạng khác nhau, ví dụ giận dữ, mặc cả, và vô hình chung là họ nhìn màn hình, họ nhìn cuộc đời qua một cái lăng kính bị mờ đi và họ không thể nào phát hiện ra cái thông tin đúng hay sai được. Và khi mà mất bình tĩnh, hoảng loạn thì họ cũng rất là dễ bỏ chạy, thậm chí ngay cả khi bác sĩ đã cố gắng quăng cái phao cứu hộ ra ngoài. Cho nên là cái kiến thức và cái kỹ năng về ung thư, về tìm kiếm thông tin về ung thư, đó là cái khả năng sinh tồn rất là quan trọng. Và Tổ chức Y học Cộng đồng từ năm ngoái đã bắt đầu xem ung thư là một cái tai nạn trong đời, và chúng tôi cần phải có một cái chương trình nào đó để đào tạo kỹ năng ứng phó cho những người ở trong cộng đồng với những cái kiến thức cơ bản về bệnh nhân và về căn bệnh, để cho người bệnh và những người xung quanh có những cái kỹ năng để mà hỗ trợ lẫn nhau. Và đó là cái nội dung rất là quan trọng trong cái chương trình tập huấn thông thái về ung thư vừa qua. Thì nó bắt đầu từ tháng 1 vừa rồi và vừa kết thúc khóa thứ 2. Mỗi khóa là sẽ có 5 buổi liên tiếp nói về những cái thông tin khoa học về ung thư, phương pháp điều trị ung thư, những cái phương nhu cầu đa dạng của người bệnh, có thêm bonus là các phương pháp để phòng ngừa ung thư theo khoa học và cái kỹ năng hỗ trợ ứng phó với bệnh ung thư. Thì y học cộng đồng và các giảng viên chia cái chương trình này ra thành hai phần lớn, đó là giúp mọi người hiểu đúng về ung thư dựa trên những cái bằng chứng khoa học và là cái thông tin mà chính xác nhất đó. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nhận thức về sức khỏe cũng như là quyền lợi của người bệnh để chúng ta có cái cách chúng ta hỗ trợ hợp lý. Và quý cùng xin nhân đây cảm ơn các giảng viên khoa 1, khoa 2, bao gồm các bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện E, bác sĩ tiến sĩ Hoàng Thị Bạch Dương và bác sĩ Vân Ngọc từ DKCare. Ngoài ra cũng xin cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức là các sinh viên và bác sĩ trẻ trong mạng lưới học cộng đồng. Và cái mục tiêu của chúng tôi qua những cái khóa học sắp tới, khóa 3 sắp mở, là chúng ta làm sao tăng được cái số người hiểu biết đúng về ung thư trong cộng đồng để có thể quay lại giúp đỡ bệnh nhân và người thân tìm đúng cái nguồn thông tin và những cái nguồn lực về hỗ trợ bệnh nhân ung thư trong cộng đồng ạ. Và nếu mà quý vị vẫn còn có câu hỏi thì có thể nhắn tin qua những cái nhóm và fanpage trên Facebook này, những cái QR code này là mọi người đọc thì sẽ có thể dẫn tới các cái đường link này luôn. Chúng ta đang có các cái nguồn lực, đó là fanpage cũng như là nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Ngoài ra còn có cái nhóm là đồng hành cùng bệnh nhân ung thư vú của mạng lưới câu lạc bộ phụ nữ kiên cường. Và rất là mong chờ cái sự chung tay của mọi người ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, vâng, xin cảm ơn bác sĩ tiến sĩ Phạm Minh Quý với phần trình bày vừa dễ hiểu vừa bổ ích vừa rồi ạ. Hy vọng mọi người đã có thể áp dụng được những cái chia sẻ những cái kiến thức này từ sáng mai một cách một thử một lần để mình tự kiểm chứng được những cái thông tin sai lệch về ung thư xung quanh mình. Và nếu như quý vị còn có những cái đắn đo, những cái lăn tăn suy nghĩ gì mà mình chưa có thấu thì có thể gửi ngay câu hỏi cho bác sĩ Quý cũng như là Facebook của Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư của Y học Cộng đồng.
Vâng, cảm ơn Ngọc Hạnh và cảm ơn bác Quý là một lần nữa. Như chia sẻ đầu tiên thì ở phần cuối chương trình thì chúng tôi sẽ có đặt ra một số câu hỏi để gửi tặng những cái đầu sách cho 10 người trả lời đúng hoàn toàn và nhanh nhất qua cái comment của trên fanpage của Y học cộng đồng. Thì chắc là tôi xin phép đọc một số câu hỏi và sau đó chúng tôi sẽ gửi đường link chi tiết ở trên fanpage để cho quý vị có thể là truy cập và có thể trả lời ngay. Cái câu hỏi đầu tiên là sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên thì không có tác dụng phụ, đó là đúng hay là sai? Câu thứ hai là sản phẩm có hoạt chất tiêu diệt ung thư thì sẽ có hiệu quả hỗ trợ điều trị ung thư, đúng hay là sai ạ? Câu thứ ba là có những phương pháp chữa ung thư rất hay nhưng Tây y hay các hãng dược đã gây áp lực không cho các phương pháp này phổ biến, đúng hay là sai? Cũng là một câu hỏi đúng sai tiếp là câu chuyện thành công của nhiều bệnh nhân là bằng chứng về tính hiệu quả của một loại điều trị. Với câu hỏi thứ năm, đây là câu hỏi nhiều lựa chọn. Những đặc điểm của liệu pháp chữa ung thư rớm. A là được nói rằng là có hiệu quả trên mọi loại ung thư. B là được nhấn mạnh khả năng làm khối u biến mất hoàn toàn. C là cách làm đơn giản và áp dụng được ngay. Và D là được nhấn mạnh là nhiều bệnh nhân đã dùng hiệu quả. Thì quý vị có thể là chọn nhiều cái câu trả lời khác nhau. Và câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi nhiều lựa chọn. Đó là câu hỏi thứ 6 là những lưu ý khi đọc thông tin về ung thư. Một là đến từ tác giả bài viết. Thứ hai là ngày tháng xuất bản hoặc là cập nhật bài viết. Thứ ba là động cơ đằng sau của mỗi bài viết. Thứ tư là nguồn lưu hành bài viết. Và cuối cùng là nội dung bài viết.